Xin chào quý vị các bạn, mình là Michael. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn các cách để các bạn chốt được đơn hàng. Thì trong đó có những cái cách như sau: phải hiểu về bán hàng là cái gì, và hiểu được cái sự quan trọng của cái người bán hàng. Bạn chọn người bán hàng là người chuyên nghiệp hay là người nghiệp dư? Người bán hàng là một trong những người vĩ đại nhất của cái trái đất này. Và cái sản phẩm quan trọng nhất là cái gì? Và tiếp theo nữa là mức giá hoang đường, tiền của khách hàng, thấu hiểu khách hàng, ma thuật của sự đồng ý, xây dựng lòng tin. Có rất nhiều cái cách để các bạn chốt được đơn hàng. Nhưng hôm nay mình sẽ nói cho các bạn hiểu về cái vấn đề thấu hiểu khách hàng. Thì tất cả những cái phần còn lại á, thì mình sẽ hướng dẫn ở trong cái lớp bán hàng tuyệt đỉnh. Khi mà bạn bán hàng thì khách hàng là được đặt lên trung tâm của cái sự chú ý. Và khách hàng á, bạn phải coi họ như là trung tâm của mọi cái giao dịch. Các bạn nhìn thấy là tỷ phú bán giày hoặc là như tỷ phú Jeff Bezos của Amazon. Những ông này là những ông mà đặt khách hàng ở vị trí trung tâm. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là ông tỷ phú bán giày không muốn phục vụ khách hàng một cách tối đa luôn, phục vụ một cách tận răng luôn. Khách hàng order một đôi giày, đặt hàng một đôi giày, có thể là những cái công ty khác người ta nói là 2 ngày giao hàng, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày giao hàng. Nhưng ghi trong đó là 3 ngày giao hàng, nhưng thực chất ngày hôm sau là người ta có hàng trước cửa nhà người ta rồi. Cái sự mong đợi của khách hàng, khi mà khách hàng người ta mua một đôi giày online, những hai cái ông tỷ phú này là toàn là bán online không các bạn, thì quá cái sự mong đợi của khách hàng rồi. Nếu mà bạn phục vụ khách hàng, cái thái độ phục vụ và cái chất lượng của dịch vụ của các bạn quá cao, thì khách hàng nó sẽ có một cái sự tri ân và có một cái sự gọi là cái wow factor. Cái wow là chữ W-O-W, wow. Đó, factor là cái hiệu ứng. Wow là nghĩa là khách hàng hết sức kinh ngạc về cái vấn đề bán hàng, về cái vấn đề phục vụ của các bạn, thì sẽ cho các bạn lên sao rất là nhanh, 5 sao. Và cái chất lượng phục vụ của bạn là tuyệt vời. Ngay cả Amazon cũng vậy các bạn. Hiện nay ở bên Mỹ hay ở bên Úc, Amazon cũng có cái dịch vụ gọi là giao hàng ngay trong 2 giờ đó các bạn. Đó, nó diễn ra trong một số địa điểm nhất định thôi, nhưng mà giao hàng trong vòng 2 tiếng đồng hồ nó cũng rất là hot, nó rất là mới mẻ đối với những người trên thế giới. Cách đây là cũng khoảng vài năm rồi. Nhưng mà quay trở lại với việc kinh doanh ở Việt Nam thì hiện tại là cái mô hình kinh doanh mà giao thức ăn nhanh như là food delivery, foodie á, hoặc là những cái như là hồi xưa là Uber và bây giờ là GrabFood, thì chất lượng phục vụ của khách hàng và ngay cả những cái món hàng mình mua, mình đã từng order cái GrabFood để mình ăn, thì mình thấy là chất lượng phục vụ cũng rất là tốt, giao hàng rất là nhanh. Nói chung là bây giờ đó các bạn, phải lấy khách hàng để làm trung tâm các bạn. Rồi, bây giờ mình đi vào chia sẻ với các bạn vấn đề chính của ngày hôm nay là hiểu khách hàng trước chứ không phải là sản phẩm các bạn. Bất cứ vấn đề nào mà bạn muốn mà bán được hàng thì bạn phải hiểu cái người bạn đang bán. Có nghĩa là bạn phải hiểu tâm lý của khách hàng. Bạn không thể nào nói là bạn hiểu cái sản phẩm đó quá tốt. Có nghĩa như bạn buôn bán một cái món hàng nào đó, bạn bán điện thoại, hoặc là bạn bán laptop, hoặc là bạn bán một cái dịch vụ gì đó, mà bạn nói là tôi hiểu cái sản phẩm của tôi hiểu cái dịch vụ của tôi, nên tôi không cần quan tâm tới khách hàng. Đó là điều hoàn toàn sai lầm các bạn. Bạn phải thấu hiểu tâm lý của khách hàng trước khi bạn muốn bán một cái gì đó cho khách hàng nha. Các nhà sản xuất liên tục yêu cầu nhân viên nâng cao nhận thức và kiến thức về sản phẩm vì họ tin rằng đó là điểm yếu của đội ngũ bán hàng. Họ cho rằng là chỉ cần nhân viên bán hàng hiểu rõ sản phẩm hoạt động như thế nào, mang lại lợi ích thì họ sẽ bán được nhiều đơn hàng hơn. Tuy đúng, cái điều này là đúng nha các bạn, nhưng mà nó thật sự nó chưa có đủ. Người bán hàng cần phải có kiến thức sâu sắc về sản phẩm. Xong, các bạn phải nhớ một điều á, là con người mới là trung tâm các bạn. Con người mới là trung tâm. Con người mới mua sản phẩm của các bạn, chứ người máy nó không mua sản phẩm của các bạn được. Bạn thấy đúng không? Con người, cái người mới mua sản phẩm, chứ đâu phải là cái gì mua sản phẩm của các bạn đâu. Bởi vì con người mua sản phẩm, do đó bạn phải hiểu cái tâm lý của con người. Bởi vậy, cái điều quan trọng sống còn của người bán hàng là phải hiểu rõ người mua trước. Trước tiên là phải hiểu rõ cái người mà chuẩn bị mua hàng của các bạn, khách hàng tiềm năng của các bạn là ai, rồi mới đến cái sản phẩm các bạn. Thì cái người bán hàng mà am hiểu đến từng chi tiết sản phẩm nhưng lại không thể chốt đơn hàng, bởi vì họ kém hiểu biết về tâm lý con người, kém hiểu biết về cái người đối diện của họ, cái người khách hàng tiềm năng của họ thôi.
hiểu rõ về sản phẩm xong lại thiếu hiểu biết về người mua nên kết quả thì dĩ nhiên là rất là thấp rồi các bạn. Nếu bạn am hiểu sản phẩm trước khi hiểu về con người, về người mua, cũng tương tự như kiểu đặt cỗ xe phía trước con ngựa vậy. Cần nhận thức được là bạn phải hiểu con người trước khi hiểu sản phẩm. Tất nhiên bạn cần nắm được kiến thức về sản phẩm, bạn cần nắm được lợi ích của nó so với các sản phẩm khác thì như thế nào. Nhưng yếu tố quan trọng hàng đầu là bạn phải hiểu người mua muốn gì trước khi bạn bán hay chỉ cho họ thấy lợi ích của sản phẩm. Đa số những người bán hàng tôi gặp đều dành quá nhiều thời gian vào việc bán sản phẩm. Họ quên mất rằng trong bán hàng thì yếu tố con người chiếm đến 80%, hàng hóa chỉ chiếm 20%. Minh chứng là mọi người vẫn mua sản phẩm chất lượng kém từng giây từng phút trong ngày hôm nay các bạn. Trong cái vấn đề về việc làm ăn kinh doanh và buôn bán online thì mình chứng kiến cái điều này rất là nhiều. Những cái người mà bán hàng online ở trong miền Nam, đây là mình không nói gì hết nha, mình nói là đa số thôi, cái kinh nghiệm này kinh nghiệm cá nhân của mình và những cái người xung quanh mình hỏi ý kiến của họ thì họ cho rằng những người buôn bán kinh doanh mà online ở trong miền Nam á, bán hàng nó vẫn chất lượng hơn những người ở ngoài miền Bắc. Lý do tại sao vậy các bạn? Tại vì những người trong miền Nam người ta hiểu tâm lý của khách hàng hơn và họ bị ăn cú lừa nó ít hơn những người ở ngoài miền Bắc các bạn. Những người ở ngoài miền Bắc là đôi khi họ mua những cái sản phẩm đầu tiên xong rồi họ mua sản phẩm thứ hai thì những sản phẩm thứ hai, thứ ba, thứ tư đó là để treo đầu dê bán thịt chó các bạn. Có nhiều cái lắm các bạn. Bởi vậy mình nói là minh chứng là mọi người vẫn mua sản phẩm chất lượng kém từng giây từng phút trong ngày. Vì sao? Bởi họ mua chúng vì những lý do khác ngoài lợi ích của sản phẩm. Một người vào cửa hàng tiện lợi sau giờ làm và mua một thùng sữa, đó có phải loại sữa tốt nhất mà họ có thể mua không? Đó có phải là mức rẻ nhất trong thành phố không? Anh ta không biết và không quan tâm bởi lẽ anh ta không mua thùng sữa. Thứ anh ta mua là sự tiện lợi sẽ giúp anh ta về nhà nhanh nhất có thể. Các bạn thử nghĩ đi, sống ở một cái khu chung cư cao cấp hoặc là một cái khu chung cư mà ở dưới ngay cái tầng trệt mình có một cái tiệm cửa hàng tiện lợi, có thể đó là 7-Eleven như là ở Landmark 81 ở Sài Gòn, hoặc là ở như những chung cư mà ở gần nhà của mình là có Vinmark hoặc là có Co-opmark hoặc là có những cái cửa hàng gì nhỏ nhỏ như vậy á, thì bạn nghĩ như vậy thì bạn có nghĩ là cái người đó vô mua hàng, mình hay đi mua ở những cái cửa hàng ở đối diện nhà của mình, các bạn biết lý do tại sao không? Tại mình không biết muốn chạy xe rồi xong đội nón bảo hiểm rồi đeo khẩu trang chạy ra ngoài chợ mua, hoặc là mình không có muốn chạy gọi taxi đến đó mình chạy ra chợ mua một cái rồi chạy về các bạn. Tại vì bên kia nó đối diện nhau, chạy có vèo qua một cái chạy vèo qua về liền. Mình muốn là muốn tiết kiệm thời gian và mình có thể quay trở về nhà mình nhanh nhất đối với cho mấy đứa con của mình. Nó cần uống sữa chạy ra ngoài mua một bình sữa, rất là tiện lợi các bạn. Nó cần ăn bánh chạy ra mua cho nó ăn bánh, nó cần cái gì chạy qua bên đó hoặc là dẫn nó đi qua nó thích cái gì thì mua cho nó, rất là tiện lợi. Cho dù mình biết rằng giá cả ở bên đó nó có thể cao hơn ở mấy chỗ khác, có thể là gấp đôi, có thể là gấp rưỡi, mình không quan tâm. Cái mình quan tâm đây là cái sự tiện lợi các bạn. Một anh chàng đánh giày ở sân bay không nhận ra rằng mọi người không dừng lại ở gian hàng của anh ta không phải vì giá cả hay chất lượng dịch vụ. Anh ta không phát hiện ra vì cho rằng mình đánh giày rất bóng. Lý do khiến một doanh nhân không dừng lại ở chỗ người đánh giày là vì ông không cần đôi giày sáng bóng, không phải là do chi phí. Điều ông ta bận tâm là không bị lỡ chuyến bay tiếp theo. Nếu anh chàng này quảng cáo đánh giày trong 60 giây, đánh giày trong 60 giây nha các bạn, thì có lẽ anh ta phải mở rộng gian hàng hơn nữa mới có thể phục vụ được tất cả các doanh nhân. Để nhấn đúng nút chốt đơn hàng, bạn phải hiểu con người chứ không phải hiểu về dịch vụ đánh giày. Học cách suy nghĩ như khách hàng. Hàng hóa không suy nghĩ, cảm nhận hay phản ứng mà chính là con người làm việc đó. Các bạn nhìn lại xung quanh đi. Cái món hàng bạn mua, cho dù nó tốt, cho dù nó xấu, cho dù nó giả hay là cho dù nó thật, hàng dỏm, hàng điểu hay là hàng xịn, tất cả cái đó là do bạn cảm nhận chứ không phải là cái món đó. Có nghĩa là con người lừa dối nhau chứ không phải là sản phẩm. Nếu mà sản phẩm của họ là hàng giả, hàng dỏm thì họ nói thẳng cho khách hàng biết hàng nào của nấy. Nhưng mà đây là khách hàng muốn mua cái món đó. Bây giờ mình nói một cái kinh nghiệm nữa các bạn. Mình là sống ở bên Úc thì mình và gia đình mình á, là thường hay đổ xăng tại những cái cây xăng ở gần nhà đó các bạn. Nơi mà người chủ của
người chủ quán của những tiệm xăng đó rất là vui vẻ các bạn, rất là vui vẻ. Những cái người mà phục vụ á, luôn luôn là phục vụ mình một cách nói chung là hơn cả sự mong đợi luôn, vui vẻ nói chuyện với mình, mặc dù mình không trả cho họ thêm đồng nào nữa hết các bạn. Nhưng mà nói chung vô gặp người ta, nhân viên họ lúc nào cũng vui vẻ. Thì mình hỏi các bạn, mình đang mua xăng hay là mình đang mua một cái dịch vụ nào đó? Khi mà mình cần á, mua xăng á, thì chắc chắn mình phải đi mua xăng các bạn. Tại vì sao? Tại vì không có xăng thì xe mình không có chạy được. Nhưng cái tiệm xăng đó nó có cái yếu tố con người ở trong đó. Con người thì có thể là có những người phục vụ tốt, có những người phục vụ không tốt. Nhưng cái vấn đề ở đây á, xăng nó có rất là nhiều loại, xăng bình thường, xăng tốt, xăng không, xăng khá gì đó, mình không biết những cái loại xăng. Nhưng để mà cái tiệm xăng nó tồn tại so sánh với những cái tiệm xăng khác á, thì người chủ đang bán là bán cái dịch vụ của họ một cách thật là tốt, nghĩa là họ thấu hiểu tâm lý về con người của con người, nên họ cơ sở kinh doanh làm ăn của họ được thành công. Và cái ví dụ này mình cũng nghĩ đến một cái ví dụ ở Việt Nam. Thì ở Việt Nam mình á, cái người chủ và cái người quản lý thường thường là một. Và cái người chủ và cái người quản lý đó thường thường là họ không có giỏi về nghiệp vụ. Là ví dụ như họ mở nhà hàng đi, hoặc là mở một cái cây xăng, họ chỉ thuê một cái người về làm việc thôi, mà họ không quan tâm đến, mình nói đa số nha, không quan tâm đến cái người nhân viên họ có biết làm hay không. Họ chỉ những cái kiến thức họ chỉ nhiều khi nó không đúng, và những kiến thức họ chỉ nhiều khi đó là những cái kiến thức mà họ cá nhân họ trải nghiệm, cá nhân họ học hỏi được, nhưng mà nó không có đi vào một cái level gọi là chuyên nghiệp đó các bạn. Như vậy á thì bạn nghĩ á, là những cái cơ sở này làm ăn kinh doanh có tốt hay không? Họ lấy cái kinh nghiệm bản thân của họ ra để họ làm thì chắc chắn nó không bằng những cái người mà chuyên nghiệp rồi. Nếu hiểu rõ về con người, bạn sẽ có câu trả lời đúng cho cái vấn đề này thôi các bạn. Người chủ cây xăng đã hiểu rằng là ông ta là không kinh doanh xăng mà là đang kinh doanh con người. Vì thế gia đình của mình á, là luôn mua xăng của ông ta. Tại vì cái vấn đề nằm ở đây các bạn. Khi mà mình nói rất là nhiều lần là kinh doanh là cái gì các bạn? Kinh doanh là để làm gì? Tất nhiên là kinh doanh là để tạo ra cái lợi nhuận cho bạn trước đã, rồi sau đó cho gia đình, rồi sau đó bạn sẽ phục vụ cho cộng đồng. Nhưng cái kinh doanh của mình á, mình đặt nó lên một cái level cao hơn. Và những người nào mà doanh nhân mà thứ thiệt á, người ta sẽ nghĩ ra một vấn đề này nữa. Kinh doanh là để tìm ra con người các bạn, chứ không phải chỉ có tiền không thôi, để tìm ra con người. Mà kinh doanh nó là con người đó các bạn. Người ta thường nói mọi người sẽ không quan tâm đến bạn biết nhiều đến đâu cho đến khi họ biết bạn quan tâm đến mức nào. Tôi tin điều này đúng và có thể xác nhận nó thông qua các tờ séc tiền hoa hồng. Chưa bao giờ tôi cho rằng mình đang bán sản phẩm mà tin rằng mình đang giúp một ai đó quyết định đúng đắn các bạn. Có nghĩa là bạn muốn bán một cái đơn hàng, hoặc là bạn muốn bán một cái khóa học, hay bạn muốn bán một cái gì đó, bán một món ăn, là bạn đang giải quyết của vấn đề của cho khách hàng. Vấn đề ở đây là bạn muốn bán một khóa học để bạn giúp cho những người học viên có những cái kiến thức để họ có thể ra các bạn họ ra kinh doanh khởi nghiệp thành công. Bạn bán một cái món ăn là để giúp cho họ có được cái sự thưởng thức, tận hưởng được cái món ăn nó ngon như thế nào. Bạn bán một cái gì đó là bạn giải quyết một cái vấn đề cho một cái người nào đó các bạn. Có nghĩa là bạn là giúp cho người đó các bạn, chứ không phải là bạn muốn hại cái người đó nên bạn mới bán hàng. Đó là vấn đề bạn muốn giúp chứ không phải bạn muốn hại nha. Bạn nhớ cái điều đó. Bạn đang giúp một ai đó có một cái quyết định đúng đắn để họ thành công hơn, để họ trở thành một người tốt hơn so với chính bản thân của họ. Hoặc là họ đang đói bụng, hoặc là họ đang khát nước. Bạn bán cho họ một cái sản phẩm để họ không đói bụng nữa và họ không khát nước nữa. Mà nâng cái level đó lên, không chỉ là chỉ có ăn uống bình thường mà phải là tận hưởng những cái món đó. Tôi nhận ra là mình bán được nhiều nhất là khi quan tâm đến cá nhân người mua. Người muốn tận hưởng cuộc sống và giải quyết vấn đề bằng cách mua sản phẩm của tôi. Thông thường là người bán hàng lao vào bán sản phẩm mà không biết chút nào về khách hàng. Và đó chính là con đường chắc chắn khiến họ bị mất đơn hàng. Đối với người mua thì điều gì là quan trọng nhất các bạn? Họ cần gì? Và viễn cảnh lý tưởng cho họ là gì? Thật sự họ đang cố gắng làm gì khi mua hàng? Điều gì thật sự khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn? Nếu có thể mua được bất cứ thứ gì họ muốn, đó sẽ là những thứ gì? Trả lời được các câu hỏi này, bạn sẽ biết cách bán được hàng cho họ. Hãy quan tâm đến khách hàng thay vì quan tâm đến việc bán được hàng cho họ các bạn. Thật sự là bạn hãy quan tâm đến khách hàng. Sau khi bạn bán được cái đơn hàng bạn rồi, bạn phải hỏi họ. Ví dụ như bạn bán một cái điện thoại,
vài ngày sau bạn hỏi coi khách hàng có cần bạn trợ giúp gì không. Có cần trợ giúp, nếu mà được bạn tới tận nhà bạn giúp họ luôn thì thật sự cái dịch vụ của bạn quá tuyệt vời rồi. Hoặc là một cái laptop, hoặc là bạn bán cho họ một cái dịch vụ, một cái gì đó, một cái dịch vụ mà máy bay, bán vé máy bay cho họ. Bạn hỏi họ sau khi họ bay chuyến bay đó, bạn có gọi điện thoại hỏi họ chuyến bay đó tiếp viên phục vụ anh có tốt hay không, anh ăn uống có thấy ngon hay không. Có những cái đó là mình không bao giờ thấy ai có thể làm được hết, chưa thấy ai làm được luôn. Rồi sau này anh có muốn đi cái hạng tốt hơn, hạng thương gia không, sao người ta không upsell mình cũng không hiểu nổi. Khi một người mua sản phẩm, họ sẽ không bận tâm bạn am hiểu sản phẩm đó như thế nào, mà chỉ bận tâm những thứ liên quan đến bản thân họ như thời gian, tiền bạc và làm thế nào tốt nhất cho mình lúc này. Anh ta để ý nhất là bản thân mình, còn bạn và sản phẩm của bạn nằm dưới cùng trong danh sách cần quan tâm của anh ta. Rồi, mình kết thúc cái bài nói chuyện của mình ở đây. Mình còn rất là nhiều cái mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong cái khóa của Lò Khởi Nghiệp. Thì đây là những cái mà một trong những cái bí quyết để mà chốt sale thành công. Còn những cái bí quyết sau nữa mà các bạn nào cần á, thì các bạn liên lạc với lại bộ phận chăm sóc khách hàng để các bạn tham gia. Còn mình thì mình chỉ hướng dẫn được các bạn tới đây thôi. Những người học viên mình sẽ được học nhiều hơn và chi tiết hơn, có những cái ví dụ cụ thể rõ ràng nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh Lò Khởi Nghiệp này, các bạn nhớ đăng ký và bấm luôn nút chuông ở bên phải của chữ đăng ký á, hoặc là tên tiếng Anh của nó là subscribe. Rồi để bạn có được những cái bài học mới nhất của mình. Và đây, mình nói lại lần nữa, những bài học này là những bài học căn bản thôi, dành cho những các bạn trên YouTube thôi. Còn những cái bài học nâng cao, những cái bài học chuyên sâu thì cần các bạn phải học những cái khóa học, và lúc đó mình sẽ chỉ các bạn, hướng dẫn các bạn cụ thể và chi tiết hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.